Các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 6 tác phẩm Hoa Huệ Tây của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đầu giờ chiều, có nhiều tuyến đường đã bị kẹt xe. Từng hàng dài ô tô và xe máy nhích dần trên con đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm quận 1. Ngồi trên xe ô tô về câu lạc bộ siêu mẫu Minh Hiền tranh thủ mở điện thoại ra đọc tin tức. Trái với dự đoán, cũng như kỳ vọng của cô, tất cả các báo chuyên mảng văn hóa trong mấy ngày qua đều đưa tin về sự kiện người mẫu Hoa Hệ Tây đăng quang cuộc thi Người đẹp sông nước miền Tây. Chỉ có vài báo đưa tin về cuộc thi siêu mẫu. Khi xe đi ngang qua công viên Hoàng Văn Thụ, cô nói với người lái xe. Thôi, anh về trước, em xuống đi tản bộ cho thoáng ngồi mãi trong xe cũng nhọc đi dạo trong công viên nhưng tâm trạng của siêu mẫu cảm thấy không vui cô tự trách mình đã không chọn tham gia cuộc thi người đẹp sông nước miền tây đáng ra chiếc vương miện đó phải thuộc về cô hóa ra cái danh xưng siêu mẫu cũng không làm cô vụt sáng ngay được ngoài lời hứa sẽ mời cô làm đại diện cho hình ảnh của mấy nhãn hàng cho đến hôm nay, siêu mẫu Minh Hiền chưa nhận được lời mời tham dự event nào. Mở túi sách, lấy một điếu thuốc, rồi châm lửa hút. Cô nhận thấy, nhóm người đang đi lại trong công viên đều không biết người đang thà hồn theo gói thuốc là siêu mẫu. Có tiếng điện thoại đổ chung từng hồi. Siêu mẫu Minh Hiền cầm điện thoại, hờ hững nghe. Đầu dây bên kia có tiếng rục rã. Chị Hiền Cần Thơ về dự liên hoan, không mọi người đợi, Cô hiếu đang cằn nhăn rồi. Siêu Mẫu Minh Hiền khẽ rít lên qua điện thoại, "Lần sau, nhỏ mà réo chị là Hiền cần thơ, chị cho nhỏ nguyên tô hủ tiếu vào mặt, nghe chưa? Từ bây giờ phải gọi là Siêu Mẫu Minh Hiền, người đâu mà ngu hết phần đứa khác." Với tâm trạng bực tức, Siêu Mẫu Minh Hiền nghiến răng đến sái cả hàm, khi nhìn thấy hình ảnh đẹp lung linh của Hoài Hải Tây. Vừa hút thuốc, Siêu mẫu Minh Hiền vừa làm bầm trời, còn dành, được lắm, xem mày còn được may mắn thế mấy hồi nữa, còn ngon thì chờ xem. Thoáng chút suy nghĩ, siêu mẫu Minh Hiền vẫy taxi, khi ngồi vào trong chiếc xe bầy chỗ của hãng Vinasun, cô nói với tài xế. Anh chạy tới hẻm 34 trên 12, ngay dọc kênh tàu hổ bên quận 8. thấy hai quý bà ăn vận sang trọng bước vào spa, ngay lập tức người quản lý vội chạy ra đón tiếp. Với thái độ kẻ cả, một người phụ nữ còn khá trẻ đưa thẻ Gold Member cho nhân viên trực lễ tân rồi nói: "Bố trí cho chị phòng VIP luôn." Khi cả hai người phụ nữ nằm thư giãn cạnh nhau, trong lúc nhân viên bắt đầu xoa bóp và tẩy da chết, người phụ nữ lớn tuổi nói: "Ngày xưa, chị rất mê những bộ phim em từng đóng." Tiếc là em bỏ nghề sớm quá. Người phụ nữ trẻ đẹp mỉm cười giải thích. Phim ảnh chỉ là thú đam mê thôi chị. Khi đã lập gia đình rồi, làm sao em có thể dành thời gian cho nó được? Ông xã em ngày xưa trước khi cưới đã giao hẹn rồi. Lấy nhau xong, phải có một người lui về phía sau. Em tình nguyện làm hậu phương để anh ấy sông pha. Vậy mà cũng được 12 năm rồi đó chị. Người phụ nữ lớn tuổi khẽ thầm thì, nhưng chị thấy lo cho em dạo này báo chí đăng hình và đưa tin chồng em và cô hoa khôi gì đó suốt ngày cặp kè bên nhau em mà không điều tra và ngăn chặn từ sớm đến lúc bọn nó dính chặt như sam có khi mình mất tất cả chị mà ở vị trí của em chị sẽ cho người tới quậy tới bến luôn xã hội mình không ai ưa cái loại đi giật chồng người khác em làm tới đi người phụ nữ trẻ đẹp không ai khác cô chính là vợ của tổng giám đốc Hoàng Anh, vị đại gia nổi tiếng về độ chịu chơi. hầu như cuộc thi sắc đẹp nào, chồng cô cũng là khách mời danh dự, vì công ty ô tô của chồng cô là nhà tài trợ kim cương. nghe người chị kết nghĩa kề tội chồng mình, trái với dự đoán, cô chỉ nhẹ nhàng phân tích: em kề chị nghe nè, bên Dubai, hồi em sang đó du lịch, các đại gia đua nhau sở hữu chim ưng mỗi con trị giá bằng cả gia tài rồi. Bên Mỹ, có nhiều ngôi sao lại thích nuôi thú cưng, là mấy con báo đốm, có người lại thích nuôi cá sấu. Các đại gia bên mình, có người khoái chơi bonsai, mỗi cây tới cả tỷ đồng, có vị lại nuôi cả đàn cá coi, cũng không hề ít tiền. Riêng lão chồng em lại thích nuôi mấy em chân dài làm cảnh. Chị nghĩ mà xem, bây giờ có đi đánh ghen được một đứa Liệu có sức mà chạy theo đánh ghen được suốt ngày không Vậy em đành chịu thua sao Vâng chị Em biết rõ đàn ông lắm tài nhiều tật Họ đi ra ngoài đổi gió Chán chê sẽ quay về với vợ con thôi Mấy đứa chân dài não ngắn đó Xét cho cùng Khác nào mấy con vẹt Hồng Kông được nuôi nhốt trong lồng đâu Chị yên tâm Em có thừa kinh nghiệm để đối phó dù sao chồng mình có rau sạch vẫn hơn. Nếu phải đi dùng chung đồ với người khác, có khi lại rước bệnh về nhà. Người phụ nữ lớn tuổi ngần ra một lúc, rồi tán thưởng. Kể ra em phân tích như vậy, chị cũng sáng mắt ra thật. Xưa chị đến khổ vì đi đánh ghen. Người phụ nữ trẻ đẹp mềm cười nói. Em có tiếp xúc vài lần với anh Tư rồi. Anh hiền khô mà chị người phụ nữ lớn tuổi chính là vợ của một thứ trưởng khi nghe cô vợ trẻ của vị đại gia nhận xét về chồng mình bèn bĩu môi cô nhầm rồi ngày xưa chị chết khổ vì lo giữ chồng đi đánh ghen tùm lum hết cả từ ngày lên chức lão chồng chị biết giữ gìn hình ảnh một phần do lão bị mắc bệnh gút nên chắc nhu cầu chuyện đó giảm dần sài gòn đã lên đèn đường phố lung linh sắc màu xe cộ vẫn đi lại tấp nập nhịp sống của thành phố về đêm có phần sôi động hơn rất nhiều hai quý bà chăm sóc sắc đẹp xong đều dạng dỡ bước ra sảnh họ bịn diện chia tay nhau như chị em thân thiết vậy trước khi tiễn phu nhân của vị thứ trưởng lên xe cô vợ xinh đẹp của đại gia ghé tai nói nhỏ với bà chị kết nghĩa em có con bạn thân làm chủ một resort ở ngoài phú yên nó nuôi mấy thằng sinh viên đẹp trai và cường tráng bọn đấy ngoan và dễ sai bảo. Nếu chị muốn tìm cảm giác mới lạ, chị em mình ra đó tận hưởng mấy ngày nhé. Kể xác mấy lão già đi hầu mấy con danh, chị em mình tranh thủ mà tận hưởng. Nghe những lời thầm thì kín đó, mắt của vị phu nhân chợt bừng sáng hẳn lên. Sự im lặng không trả lời việc được mời ra Phú Yên, được hiểu là sự đồng ý. Chiếc ô tô chở quý bà phu nhân hòa vào dòng xe cổ đông đúc. Vợ của vị đại gia lên xe riêng để về căn biệt thự sang trọng tại khu Lakeview bên quận 2. Hoa Huệ Tây mở mắt bừng tỉnh, cô ngỡ mình đang mơ ngủ vậy. Tuy nhiên, chiếc vương miện sáng lấp lánh được đặt ngay ở bàn trang điểm đã chứng minh giấc mơ của cô đã thành hiện thực khách sạn năm sao nên phòng ngủ cũng được bài trí một cách sang trọng và tinh tế hoa huệ tây khoác chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm đi vào nhà tắm khi mọi thứ sẵn sàng cô nhẹ nhàng đổ hết gần nửa lọ nước hoa vào bồn tắm ngâm mình trong bồn tắm cô nhớ mãi giây phút hạnh phúc đến ngây ngất khi được sướng tên trong đêm chung kết lúc chiếc vương miệng dành cho hoa khôi được đội lên đầu ở dưới quê nhà tận trà vinh Cậu mợ ba và hai đứa em họ cùng hòa lên vì sung sướng. Lần đầu tiên, một người con của xóm Cù Lao, thay vì lấy chồng xứ đài, đã đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp. Sáng sớm, Sài Gòn có cảm giác hơi xe lạnh. Rời khỏi bồn tắm, người đẹp hoa huệ Tây ngồi ngắm mình trước tấm gương ở bàn trang điểm. Cô lâng lâng một cảm giác khó tả. Có tiếng gõ cửa phòng, nhân viên phục vụ trao tận tay cô một bó hoa huệ nhiều màu sắc khác nhau kèm theo phong bì được in ấn trang nhã có ghi danh hiệu mà cô vừa giành được người đẹp hoa huệ tây mở phong bì cô thích thú khi nhận được tấm thiệp chúc mừng của đại gia hoàng anh người khiến cho cô vụt tỏa sáng chỉ sau một đêm ngoài tấm thiệp chúc mừng hoa huệ tây thấy một chiếc thẻ từ là chìa khóa để vào căn hộ ba phòng ngủ ở khu phú mỹ hưng bên quận 7. Đây là món quà tặng dành cho Tân Hoa Khôi từ vị đại gia. Cầm chiếc thẻ từ trên tay, bật giác Hoa Huệ Tây lại nhớ đến chiếc thẻ từ ở khu resort ngoài Đà Nẵng cách đây hai tháng trước. Hôm đó, khi người mẫu Hoa Huệ Tây quyết định quẹt thẻ để mở cửa phòng khách sạn, cô ý thức được rõ. Chưa bao giờ giấc mơ đổi đời chạm gần đến vậy. Tổng giám đốc Hoàng Anh là người từng trải ông có cơ hội tiếp xúc với cả rừng người đẹp trong các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người mẫu hoa huệ Tây mềm cười quyến rũ, rồi từ từ chút bỏ si mi, đầu óc của vị đại gia như tê liệt trong phút chốc. Không cần phải nhiều lời, họ lao vào nhau như hai kẻ chết khát đi giữa sa mạc, lại gặp hồ nước ngọt. Sau đêm mặn nồng, Tổng Giám đốc Hoàng Anh thực hiện tất cả những gì ông đã hứa với người đẹp. 9 giờ sáng, người đẹp rời phòng. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở thang máy, cô Hiếu đang ngồi đợi dưới sành, vội chạy lại đon đả. Gớm, từ sáng qua đến nay, chị trả lời không biết bao nhiêu cuộc gọi hẹn phỏng vấn em. Ai cũng muốn phỏng vấn độc quyền, nên việc từ chối không là mất lòng cũng mệt dễ sợ luôn. Hòa hệ Tây khẽ hỏi, hôm nay lịch làm việc thế nào vậy cô? Cô Hiếu mở mục ghi chú Rồi cho biết Bây giờ em sẽ xuống Bình Chánh Trao quà cho các cháu nhỏ mồ côi Hiện các phóng viên đợi dưới đó để chụp hình Và đưa tin rồi Trưa nay em sẽ dự lễ khai trương showroom ô tô của đơn vị tài trợ Sau đó em ăn trưa cùng tổng giám đốc Hoàng Anh Cô Hiếu vừa đi cùng người đẹp ra xe vừa than vãn Đáng ra sáng nay con Hiền Cần Thơ phải đi cùng Nhưng chỉ lọt vào top 3 của cuộc thi siêu mẫu nó cảm thấy khó ở. Thôi, để từ từ rồi tính. Con nhỏ đẹp mà không được may mắn trong cuộc thi. Trong lúc người đẹp Hoa Huệ Tây đi làm từ thiện tại một quán cà phê nhỏ, siêu mẫu Minh Hiền có buổi gặp mặt quan trọng. Người có hẹn gặp, không ai khác, chính là ông chủ của khách sạn. Lão có vừa nhìn thấy siêu mẫu đã thèm thuồng nuốt nước miếng. Đôi mắt tì hí của lão không rời bộ ngực lấp ló sau chiếc đầm màu cam xỉu mộng mình hiền mỉm cười tinh quái rồi nói với lão chiều hôm trước tôi có ngồi tâm sự với bà tư mập về một người quen của chúng ta hy vọng hôm nay sẽ có buổi trao đổi cởi mở hơn với ông chủ có các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 7 tác phẩm Hoa Huệ Tây của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hiền Cần Thơ chăm chú lắng nghe câu chuyện của Lão cóng. Thỉnh thoảng như muốn khích lệ Lão có thêm động lực, Hiền Cần Thơ cố tình cúi sát lại gần cho lão chiêm ngưỡng đôi gò bồng đào của mình Đúng như dự kiến, những lúc như vậy, cô nghe rõ tiếng nuốt nước miếng khan của con dê già mắt híp. Câu chuyện kể mãi, rồi cũng đến hồi kết. Dường như không muốn rời xa người đẹp, lão có mạnh dạn nắm bàn tay của Hiền Cần Thơ trong hơi thở gấp gáp. Bây giờ cũng muộn rồi, hay em đi ăn tối với ngộ nhé. Hiền Cần Thơ tỏ vẻ hưởng ứng lời mời, nhưng sau đó một phút, cô nói với lão cóng. Tiếc quá, tối nay em phải đi diễn rồi. Thôi, để lần sau vậy. Mặc cho lão có ngần ngơ vì tiếc nuối, Hiền Cần Thơ thản nhiên lui gót. Dù sao, những gì cần biết, cô đã được biết cả rồi. Tiếng điện thoại đổ từng hồi chuông dài, khi Hiền Cần Thơ vừa bắt máy, giọng của cô Hiếu đã réo rắt vang lên. Từ ngày em Hiền trở thành siêu mẫu nên cô khó gặp mặt quá. Không biết Thành Hoa Hậu sẽ khó gặp đến đâu nữa. Từ sáng, riêng việc cho người đi tìm và gọi mấy cuộc điện thoại. Mệt dễ sợ luôn. Hiền Cần Thơ chép miệng rồi thở ơ hỏi lại. Hôm nay có show diễn nào đâu? Cô tìm em có việc gì không? Cô Hiếu nhấn nhá trả lời. Cô rành quá nên tìm được mấy tay phóng viên về câu lạc bộ làm buổi phỏng vấn. Ai dè, người ta thành siêu mẫu, nên đâu cần bận tâm ba cái vụ lè tè này. Chắc vụ này cô sẽ bị quê một cục cho mà coi. Không đợi cô Hiếu nói hết câu, Hiền Cần Thơ quát vội vào điện thoại. Cô nói bọn họ đợi thêm 10 phút, siêu mẫu Minh Hiền sẽ có mặt. Cúp máy xong, Hiền Cần Thơ vội chạy ra, bắt chiếc taxi đang chạy từ xa lại để về câu lạc bộ người mẫu gấp. Thấy cô Hiếu mải mê giũa móng tay, một cô người mẫu bèn rụt rè hỏi Em có thấy ai đến xin phỏng vấn đâu Cô nói dối vậy Không sợ chị Hiên lại buồn hay sao Cô Hiếu đưa bàn tay đã được chăm chút cẩn thận ra trước ánh đèn Cô vừa say sưa ngắm Vừa nói Suốt mấy ngày nay không thấy con nhỏ thò mặt với câu lạc bộ Nếu không nói như thế Chắc đợi đến mùa mưa sang năm mới gặp được bà trẻ đó Cô Hiếu vừa dứt lời tiếng xe ô tô dừng ngay trước cửa câu lạc bộ. Con hẻm vốn đã chật, việc xe taxi đưa khách vào tận cửa khiến việc xe cộ lưu thông trong hẻm bỗng ùn tắc lại. Cánh cửa câu lạc bộ hé mở, nhìn dáng đi vội vã như chạy của Hiền Cần Thơ lên tầng. Cô Hiếu bĩu môi, rồi phán. Còn mắc dịch này, có đến mút mùa cũng không lên mặt báo được. Dù trời đang đổ mưa, tại phòng họp của khách sạn Palace Way, có hàng chục phóng viên và người hâm mộ lắng nghe người đẹp Hoa Hệ Tây trả lời phỏng vấn. Trong suốt 2 giờ đồng hồ, người đẹp đã kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của phóng viên. Cô không hề né tránh những câu hỏi khó về việc chưa học xong trung học phổ thông hay bố mình là ai. Cô Hiếu ngồi bên cạnh Hoa Hệ Tây với tư cách là người quản lý. Hễ thấy phóng viên định hỏi kỹ về đời tư của người đẹp, dù đang bận rũa móng tay, cô vẫn kịp thời chen vào cắt ngang để cuộc phỏng vấn theo đúng hướng. Liếc nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ trưa, cô Hiếu đứng lên ra hiệu, buổi phỏng vấn kết thúc. Khi cả hai đi vào thang máy để lên lầu, cô Hiếu vừa phe phẩy tay trước mặt, vừa nói với Hoa Huệ Tây. Gớm, đúng là thành người nổi tiếng có khác. Riêng việc xếp lịch trả lời phỏng vấn, rồi book show cho em, cũng mệt dễ sợ luôn thoáng nhìn thấy tổng giám đốc Hoàng Anh ngồi trong phòng VIP, cô hiếu vuốt nhẹ mái tóc đã được xịt keo cẩn thận rồi nói với Hoa Huệ Tây: "Thôi, em ăn trưa nhé. Đầu giờ chiều mình đi dự event rồi về thẳng spa luôn." Đợi nhân viên phục vụ lui ra, tổng giám đốc Hoàng Anh mỉm cười, ân cần hướng dẫn cho người đẹp cách dùng dao và nĩa ăn các món Âu. Trong khi dùng bữa, vị đại gia hỏi nhỏ: em sống tại căn hộ đó có thoải mái không nếu không thích anh sẽ tìm cho em căn hộ khác sang trọng hơn nghe người tình nói vậy hoa huệ tây thàng thốt kêu mình em sống trong căn hộ ba phòng ngủ là quá rộng và tiện nghi rồi khu đó an ninh cũng tốt nhưng tổng giám đốc hoàng anh thấy người đẹp có vẻ ngập ngừng không nói hết câu sau khi uống cạn ly rượu vang ông mới nhẹ nhàng phân tích Em là người nổi tiếng Sau này trong cuộc sống không tránh khỏi có kẻ dòm ngó Chính vì lo ngại cho sự an toàn Nên anh cho lắp camera toàn bộ các phòng Tất nhiên trừ phòng ngủ và phòng tắm Để đảm bảo sự riêng tư Hỏi Tây dù không thoải mái Khi mỗi việc mình làm hàng ngày Đều bị hệ thống camera theo dõi và ghi lại Khi nghe vị đại gia nói có lý Cô bèn lý nhí trong miệng Vâng Thôi thế cũng được là một người từng trải và lọc lõi trên thương trường như đoán biết được tâm trạng không thoải mái của người đẹp tổng giám đốc hoàng anh tự tay rót thêm rượu vào ly của hoa Hệ tây rồi nói với cô anh còn một bất ngờ nữa em có thể nhìn xuống phía dưới nhìn từ phòng ăn có tầm view rộng xuống phía dưới hoa Hệ tây sững sờ không nói thành lời ngay ở khoảng sân rộng gần hồ bơi của khách sạn dù trời đang mưa nhưng một xe mitsubishi outlander màu trắng nổi bật đậu ngay đó. Qua lớp kính lái, cô nhìn thấy có bó hoa huệ tây được quấn giải nơ hồng. Bó hoa đặt trang trọng, gần vô lăng, như dành tặng cho chủ nhân của nó. Khi hoa huệ tây quay người lại, Tổng giám đốc Hoàng Anh mỉm cười, trao chìa khóa của ô tô, khiến cô bối rối phân bua với người tình. Nhưng em có biết lái xe đâu, sao anh chọn xe ô tô to vậy? Tổng giám đốc Hoàng Anh đưa tay quàng qua eo của Hoa Hè Tây, vị đại gia khẽ hít hà mùi nước hoa từ cơ thể của cô rồi trả lời một cách đầy yêu thương. "Đường Sài Gòn kẹt xe suốt ngày. Nếu em có bằng lái xe cũng không cần vất vả như vậy. Để yên tâm di chuyển, anh đã điều cho em một bác lái xe lành nghề và cẩn thận rồi. Đi xe to như vậy, nếu cần, em có thể ngồi cùng người quản lý hay ekip chụp ảnh. Nhiều lúc vội" Ngồi trong xe rộng vẫn kịp thay đồ. Tin anh đi, rồi em sẽ thích. Sang tuần, bên công ty sẽ chính thức ký hợp đồng, lúc đó em sẽ trở thành đại diện hình ảnh cho tập đoàn. Ngồi trên xe ô tô còn thơm mùi da thuộc ở ghế, cô hiếu cứ trầm trồ thán phục. Sao con nhỏ này tốt số đến vậy? Cứ làm gì cũng hành thông. Trời ạ, à, thấy mà ham quá chừng. Thôi, cuối tuần cho cô xin chuyến xe về Bến Tre, xin xăm của cô Mười. Số hầm hưu nên có làm tới mút mùa cũng không giàu được. Không cần để tâm xem hỏi Tây trả lời sao, cô Hiếu vừa rũa móng tay, vừa ngân nga hát. Bậu qua phà rạch miễu, qua lẽo đẽo theo sau, đôi bóng trăng trên đầu, màu ơ hờ hường như áo cô dâu áo bậu đỏ cánh kiến ơ hơ da bậu vàng phù sa mắt người xanh nước biển tim bậu hồng lòng quá hoa hệ tây ngồi chịu trận khi phải nghe cái giọng đàn bà pha đàn ông của cô hiếu giọng như bún mắm nêm được uống kèm ly vang đỏ vậy bác lái xe chắc cùng tâm trạng nên đã đưa tay bật dò kênh vov giao thông dù chưa đến giờ cao điểm Từ trên xe ô tô bước chân xuống sảnh tòa nhà chung cư, người đẹp hoa hệ tây chợt khựng lại khi nghe có tiếng gọi sau lưng. Lai hả con? Má đợi con cả trưa rồi. Người má đem cô lên Sài Gòn rồi bán cho mụ tư béo năm xưa, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt, như để xóa tan khoảng cách. Má của Lai chì vào con vịt quay được để trong túi ni lông, rồi nói to. Má biết, con thích ăn vịt quay, nên má đã cất công sang quận 5 để mua về. Đây là tiệm mà con đã từng được ăn. Chính họ treo biển không tăng giá ngày lễ, không nghỉ ngày Tết làm con ngạc nhiên đó. Lại im lặng, không nói câu nào. Cô bước vào thang máy, khiến má cô phải vào theo. Bước vào căn hộ của Lài, bà trầm trô kích ngạc khi thấy con gái ở trong một không gian được bài trí sang trọng như vậy. Đợi cho má của mình ngó nghiêng chán chê, Lai mới hỏi. Má kiếm con có việc gì không? Má của lại ngồi xuống mép ghế rồi trình bày. Từ dạo chia tay, má đau ốm bệnh hoạn suốt. Bây giờ chủ nhà không cho thuê nữa vì thiếu mấy tháng tiền nhà. Má lại nói tiếp. Do má coi tivi nên biết con giành được giải thưởng, được ở trong căn hộ này. Ngặt nỗi khi má bước vô đây, bảo vệ không cho má lên tầng. Họ nói phải đợi con về. Thôi má tính kỹ rồi, mình con ở căn hộ rộng như này phí quá. con bận đi làm cứ đi, má nhận phần trong nhà nấu nướng phục vụ. Lại rót cốc nước rồi nói, má bỏ con suốt từ bé ở với ngoại, đến khi đón con lên Sài Gòn chung sống không quá ba ngày lại đem bán. Bây giờ má quay về chen vào cuộc sống của con là không được. Nếu má đau ốm, con sẽ đưa má đi bệnh viện khám. Còn việc má không có chỗ ở con sẽ đưa má về quê Dưới đó đất của ông bà ngoại để lại cũng rộng Con sẽ chây một căn nhà nhỏ Ở ngay khu vườn Để má sống gần cậu mợ ba Hàng tháng con sẽ gửi tiền về cho má chi tiêu Nhưng sẽ không gửi nhiều Để má lại sang Campuchia nướng vào cờ bạc Lại hỏi lại Con tính vậy Má chịu không Nghe con gái nói Má của Lai khẽ sùi sụt Thôi con thương má Hãy cho má sống chung ở trên này Khổ mấy má cũng chịu được Nếu về quê Má buồn muốn chết luôn Có tiếng điện thoại gọi tới Lại thay vội quần áo Và trang điểm lại cho tươi tắm Cô quay ra căn dặn Đến giờ con phải đi dự event rồi Má xuống sành đợi 15 phút thôi Còn điện cho lái xe đưa má về quê Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Lại nhấc túi có con vịt quay thơm phức Ném ngay vào thùng rác Má của Lai chỉ biết há miệng vì kinh ngạc. Khi hai má con xuống dưới sảnh, một chiếc BMW sang trọng đã chờ sẵn. Trước khi ra xe đi sự kiện, Lai mở túi sách, lấy hai tờ 500 ngàn rúi vào tay của má. Trong lúc má của Lai phải quay về quê, người đẹp với nghệ danh Hoa Huệ Tây có buổi trình diễn bikini khá ấn tượng trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới của một nhà thiết kế danh tiếng. Những hình ảnh của cô khiến cho đám đông như bùng nổ đến với kênh Người kể chuyện Mời các bạn nghe tiếp phần 8 Tác phẩm Hoa Huệ Tây Của tác giả Bùi Ngọc Phúc Trời chưa sáng Nhưng Hoa Huệ Tây đã tỉnh giấc Do tiếng ngáy đều đều ngay bên cạnh cô Người đang say giấc nồng không ai khác Chính là Tổng Giám Đốc Hoàng Anh Đêm qua Sau khi dùng bữa tối Vị đại gia nổi tiếng hào hoa đã tay trong tay cùng người đẹp. Họ đến một phòng trà có tiếng trong thành phố để thưởng thức một giọng ca từ hải ngoại về. Trong lúc nghe nhạc, bất chợt tổng giám đốc Hoàng Anh ghé tai người đẹp thầm thì. Sang tuần, anh cùng ban lãnh đạo công ty đi châu Âu công tác. Em làm hộ chiếu, rồi tháp tùng anh luôn nhé. Hoa Huệ Tây nghe xong chỉ biết gật đầu cô cảm thấy sung sướng và có phần hãnh diện hết buổi ca nhạc hai người dành cho nhau cả đêm mặt nồng sau những giây phút cuồng nhiệt vị đại gia không giấu được vẻ mệt mỏi nói với cô ôi tuổi trẻ thật là lợi hại và cuồng nhiệt chắc vài năm nữa anh không phải là đối thủ trên giường của em hoa huệ tây nhẹ nhàng bước xuống san phong ngủ được lát gỗ rất êm chân không vội mặc quần áo cô thực hiện một vài động tác yoga rồi bước vào nhà tắm đã thành thói quen sáng nào hoa hệ tây cũng bắt đầu ngày mới bằng việc ngâm mình trong bồn tắm chính lúc thư giãn như vậy khiến cô cảm thấy có thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi việc suốt mấy ngày qua cô liên tục nhận được điện thoại của cậu mợ ba dưới quê gọi lên than phiền dù má cô đã về quê nhưng không an phận Tối ngày, bà tụ tập đánh bài ăn tiền với mấy gã trong khóm ấp. Đang miền man suy nghĩ, cánh cửa buông tắm mở ra. Tổng giám đốc Hoàng Anh bước vào. Hoa hệ tây mềm cười hỏi. Anh vào tắm chung nhé, em sẽ mát xa cho anh cảm thấy thoải mái. Tổng giám đốc Hoàng Anh trình lại cà vạt, rồi lắc đầu nói nhỏ. Anh quên mất, sáng nay phải chủ trì một cuộc họp quan trọng. Thôi, em thư giãn rồi ăn sáng chút nữa lái xe có mặt đưa em đi công chuyện trước khi rời đi chợt nhớ ra điều quan trọng tổng giám đốc hoàng anh thông báo anh để thẻ visa đà bệt ngay trên bàn em cần gì hãy quẹt thẻ anh bận công việc xong phải về nhà dự tiệc đón khách quý cuối tuần anh thu xếp gặp em hoa huệ tây khẽ nhăn mặt vì cảm thấy mình như người thừa Cô muốn Tổng Giám đốc Hoàng Anh có mặt tại căn hộ này nhiều hơn. Nhằm an ủi người tình xinh đẹp và trẻ trung, Tổng Giám đốc Hoàng Anh ghé tai nhắc. Em quên mất chuyến đi châu Âu 12 ngày rồi sao? Bước ra từ bồn tắm, hoa huệ Tây khoác lên mình chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh nhạt. Khi ngồi xuống bàn trang điểm, cô nhìn thấy chiếc thẻ visa đặt ngay bên cạnh lọ nước hoa Lancome Lavier Belle hai món quà đáng giá do tổng giám đốc hoàng anh tặng sau khi trang điểm và diện đồ hoa huệ tây ngắm mình trong gương vài lần đến lúc thấy ưng ý cô mới ra khỏi căn hộ người lái xe kiên nhẫn ngồi đợi từ sáng sớm hoa huệ tây nói bác lái xe tới bắc hayyes sài gòn em có hẹn ăn sáng cùng bà khác với sự sôi động của các hàng quà rong bán ngay đầu hẻm cũng như đủ các loại âm thanh hỗn tạp trên đường phố. câu lạc bộ người mẫu khá yên tĩnh. trong phòng tập chỉ có mấy cô người mẫu đang đi bộ trên máy tập. khuôn mặt của ai cũng đỏ lợn. mồ hôi khiến cho quần áo ướt sũng. với vẻ mặt thư thái, cô hiếu ngồi co chân chân trước đi văng coi phim hài trên tivi. khác với mọi ngày, hôm nay cô không rũ móng tay để làm điệu. trời bắt đầu oi nóng. Cô bưng quà dừa rồi cắm ống để hút từng ngụm nước dừa mắt lạnh, trong khi mắt vẫn không rời màn hình. Đang tận hưởng giây phút yên bình, Hiền Cần Thơ bất chợt lao vào giữa phòng, đứng chắn trước màn hình tivi với mẹ mặt đầy bất mãn, rồi chất vấn. Tại sao cô để đứa con hoang làm vơ đét cho buổi trình diễn vào chiều mai? Cô làm vậy là tiếp tay cho nó một cách vô lối. Nếu em diễn như mọi lần, vậy mất công đi thi lấy giải làm gì nữa? hay cô nhận quà và tiền của nó nên nhắm mắt đưa nó vụt sáng thành sao đợi cho hiền cần thơ dứt lời cô hiếu mở túi sách tay ra lấy hộp kem dưỡng ra rồi nói em đòi làm vừa đét cũng được vậy sao không ngắm lại mình chút đi siêu mẫu gì mà làn ra xám xịt do thức khuya đã vậy mặt thì như cái bánh ú do ăn ngủ quá nhiều không để hiền cần thơ thanh minh cô hiếu bĩu môi phán đi đâu cũng xưng là siêu mẫu nhưng không biết giữ vóc dáng gớm nữa cái cân tăng lại không tăng cô hiếu đưa cho hiền cần thơ một hũ nhỏ rồi nói thôi cầm hũ kem dưỡng da này về mà bôi mặt cho nước da nó sáng lên chút bôi xong nhớ vặn chặt nắp hộp lại chỗ kem này tuy ít nhưng đủ sai cả tháng nhìn thẳng vào mắt Hiền Cần Thơ, cô Hiếu chốt lại. Làm người mẫu, ngoài hình thể đẹp, khuôn mặt cần toát lên sự thần thái. Điện thoại đổ chuông, nhát thấy màn hình hiện ra chữ mụ tư mập. Hiền Cần Thơ thản nhiên nói. Thôi, tùy cô thu xếp, em phải nghe điện thoại của má gọi từ quê lên. Thấy tivi đã hết bộ phim hài yêu thích, liếc nhìn theo bóng hiền cần thơ đi xuống dưới nhà với vẻ bực tức cô hiếu lẩm bẩm siêu mẫu gì mà mập như heo lại vô duyên dễ sợ luôn người ta đang coi phim hay còn đứng lù lù chắn ngang như cái bàn thờ thiên vậy tự dưng mắc mệt với con nhỏ này quá mới chớm được cái dài tàu lao đã bày đặt thành sao xém chút mà nó giành dài nhất chắc tôi tức muốn chết vì nó quá trời tắt nắng. Những cơn gió thổi từ sông Sài Gòn vào khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Nhiệt độ từ lúc này cho đến hết đêm sẽ hạ dần. Thậm chí có những ngày trời xe lạnh khi gần sáng. Ngồi trên xe ô tô đi dự lễ mở bán những căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển. Cô Hiếu vừa rũa móng tay, vừa hỏi người đẹp Hoa Huệ Tây. Lão Hoàng Anh có thông báo cho em giá thù lao cho buổi dự event này không? hoa hải tây ngạc nhiên hỏi em tưởng mình đã ký hợp đồng làm đại diện hình ảnh cho tập đoàn trong một năm cô hiếu chép miệng thở dài các cụ dạy cấm có sai trong các loại ngu thì ngu vì tình dễ chết nhất em làm đại diện hình ảnh cho công ty lắp ráp ô tô việc em phải làm là quảng cáo xe đi dự ở vèn quảng bá sản phẩm là đúng khi họ nhảy sang lĩnh vực bất động sản, em phải lê mông đi chụp hình ảnh tại các khu resort hay những biệt thự nghỉ dưỡng đã thấy họ truyền tiền đâu. Em không thỏa thuận rõ ràng, sẽ bị thiệt. Lần nào cũng bị bõm dưới bể bơi suốt mấy tiếng. Đã vậy, một buổi chụp hình phải thay tới 4 đến 5 bộ bikini. Gớm nữa, cô đứng trên bờ ngó xuống cũng thấy mệt dễ sợ luôn. Giờ em tính sao? Hay để cô nói chuyện trực tiếp với lão đó? Hoa Huệ Tây thoáng suy nghĩ, rồi nói với cô Hiếu. Thôi, việc đó để em từ từ rồi tính. Mấy hôm rảy, anh ấy bận bù đầu. Cô Hiếu vuốt lại mái tóc bóng mượt, rồi khe khẽ hát vu vơ. Yêu em, anh dắt đi ăn kem. Ăn kem rồi, chưa chắc đã là yêu em. Khi xe dừng lại trước sảnh Hotel Continental Sài Gòn, Cô Hiếu với vẻ mặt lạnh như băng Nói nhỏ với người đẹp hoa huệ Tây Mỗi sự kiện như này Bên tập đoàn chi hàng tỷ để làm truyền thông Và thù lao cho các nhân vật nổi tiếng Em không thể chỉ đến uống nước xuống rồi về Khi bước vào phòng hội nghị Cô Hiếu dặn Em nhớ đứng chụp hình và nói chuyện với quan khách nào cũng được Nhưng tránh xa con mụ mặc bộ đầm màu tím Huế ra Tốt nhất khi mụ đó ở phía trên, em đứng phía dưới. Mụ đó xuống phía dưới, thì em ngược lên phía trên. Hòa Huệ Tây nhìn theo hướng tay của cô Hiếu. Ủa, đó chẳng phải là chị Hà Thanh, diễn viên nổi tiếng đó sao? Ngày bé ở quê em rất mê các phim do chị Hà Thanh đóng. Trời ơi, sao ở ngoài nhìn chị con trẻ và đẹp dữ vậy? Thôi, để em ra chào một tiếng và làm quen với thần tượng. Nhìn chị đẹp mà ham quá vừa thấy hoa huệ tây định bước ra phía đó cô hiếu kéo tay lại rồi gằn giọng con lạy má trẻ má có muốn lên mặt báo ngày mai không đó là vợ của lão hoàng anh ngay từ lúc vào đến cửa cô đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của mụ đó rồi nghe những lời cô hiếu nói tự nhiên hoa huệ tây cảm giác có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô đưa tay cầm một ly champagne trên chiếc khay inox của một nhân viên phục vụ đi ngang qua tiếng nhạc chợt ngừng lại đèn trong phòng được tắt bớt chỉ còn ánh đèn rọi sáng khu vực sân khấu khi mc cất tiếng giới thiệu tổng giám đốc hoàng anh lịch lãm trong bộ vest tuxedo sang trọng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người trong lúc vị đại gia say sưa phát biểu trước các nhà đầu tư tiềm năng về dự án biệt thự nghỉ dưỡng ven biển phu nhân của ông đứng ngay phía dưới, nhìn lên như khích lệ. Dù là một hoa khôi trẻ đẹp và biết cách thu hút mọi ánh nhìn, hoa huệ Tây thầm ghen tị khi nhìn thấy vợ chồng Tổng Giám đốc Hoàng Anh. Cô thấy họ đúng là rời sinh một cặp. Nhìn vợ chồng vì đại gia sánh vai nhau đi chào các quan khách, hoa huệ Tây ngừa cổ, tu cạn ly sâm banh cho đỡ khô cổ. Dù đang tám chuyện cùng đám phóng viên, Mọi hành động của Hoa Huệ Tây không qua được mắt Cô Hiếu. Ba Ly Champagne có vẻ phát huy tác dụng, khiến cho Hoa Huệ Tây hơi loạn choạng khi bước đi. Buổi event chưa kết thúc, Cô Hiếu vội dìu Hoa Huệ Tây ra ô tô để quay về căn hộ. Khi xe ô tô bắt đầu lăn bánh, Hoa Huệ Tây nói với Cô Hiếu: "Ngày mai, cô đại diện cho em gọi điện đòi tiền chụp hình quảng cáo và đi dự event tối nay." Cô Hiếu soi gương để sửa lại tóc mai. Nghe thấy Hoa Huệ Tây nói vậy, liền mát mẻ đáp lời. Thôi được rồi, tưởng gì chứ thả ga ra đuổi là nghề của cô rồi. Hòa Huệ Tây nói lái xe dừng ở phía ngoài để cô đi bộ vào cho tư thái đầu óc. Khi người lái xe chở cô Hiếu quay về quận 2, cũng là lúc Hoa Huệ Tây mới thấm thía nỗi buồn của kẻ đóng thế. Trong lúc đi tản bộ mùi hoa hoàng lan phảng phất đâu đó, khiến cho cô nhớ lại những ngày còn ở dưới quê nhà. Hồi đó, cô hay hái mấy bông hoàng lan, cho vào cặp sách hoặc để dưới gối. Mùi thơm dịu nhẹ của hoàng lan, vì thế lúc nào cũng thoang thoảng. Những lúc như vậy, cậu ba của cô hay gật gù nói, Con nhỏ này, vậy mà sống có nội tâm, chả giống như ai đó đang mải hoài niệm. Bất chợt, cô giật mình khi thấy có người gọi tên mình bằng một giọng ngọt sớt. Ủa? Lai về rồi phải không con? Có nhận ra ai đây không? Hoa Huệ Tây ngẩng lên nhìn đứng lù lù ngay cạnh cây bằng lăng. Không ai khác, chính là mụ tư béo. Như sợ cô không nhận ra mình. Mụ bước lại, cầm tay hoa Huệ Tây rồi đon đả nói. Má tư béo nè, người thương và lo cho con nhất hồi xưa má còn hứa tìm chồng singapore cho con đó nhớ chưa nào thấy hoa huệ tây im lặng mụ tư béo thở dài chắc bây giờ nổi tiếng nên lại quên má tư béo phải không khẽ nhăn mặt rụt tay lại hoa huệ tây hỏi sao bà mò được đến nhà tôi nụ cười trên môi mụ tư béo vụt tắt thậm chí còn nhanh hơn cả sao đồi ngôi trên bầu trời sài gòn